Giải bóng rổ vô địch quốc gia VBA 2023 tiếp tục diễn biến hấp dẫn khi những điều chỉnh về ngoại binh của các đội bắt đầu phát huy hiệu quả. Hôm qua, Cần Thơ Catfish đã giành được chiến thắng quan trọng trên sân của City Wings. Đội bóng miền Tây cũng cố khả năng ghi điểm của mình khi chia tay DeAngelo Hamilton, thay bằng cựu vô địch VBA Joshua Kiyes. Cùng với sự ổn định của Preston Griffin và Lê Ngọc Tú, Michael Soy, Nguyễn Quang Huy, Catfish kiểm soát thế trận, tạo cách biệt lên đến 12 điểm ở dưới hiệp 2. Trong 2 phút của hiệp cuối, City Wings thu ngắn khoảng cách chỉ còn 5 điểm, tuy nhiên không đủ để lội ngược dòng, nhận thua chung cuộc 89-95 trước Catfish. Preston Griffin là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với 32 điểm, 8 pha kiến tạo. Joshua Keyes có màn chào sân VBA 2023 đúng kỳ vọng với 29 điểm và 18 pha bắt bóng bật bảng. Sau trận này, Catfish và City Wings đổi vị trí cho nhau, đội bóng miền Tây vươn lên thứ 5 với 3 trận thắng, 7 thua, còn City Wings thứ 6 với 3 thắng, 8 thua.